Nhưng khi bấm bình chọn xong, anh đã lóe lên ân hận cũng vì sợ con mình bị đì, trở thành cá biệt. Chưa kịp bấm bình chọn lại, cô Hằng đã hỏi luôn trong group, phụ huynh không đồng ý là phụ huynh của bé nào. Cũng vì tâm lý sợ con bị đì, ngay trong ngày, chính một phụ huynh trong ban đại diện gọi điện năn nỉ cô để cô nhận phần hỗ trợ mua laptop. Bất ngờ thông tin về giáo viên xin mua laptop bất thành. Chị gái nạn nhân vụ sạt lở, em tôi mất tích khi đang giúp dân sơ tán đồ. Clip nổ nhiều phát súng bắt kẻ cướp taxi ở Cần Thơ chạy về Tiền Giang. Chủ căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau phải nộp hơn 8 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Bất ngờ thông tin về giáo viên xin mua laptop bất thành. Đã mấy ngày trôi qua, anh Tâm, phụ huynh của lớp 43, trường tiểu học Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những phụ huynh bấm bình chọn không đồng ý để cô Trần Phượng Hằng, giáo viên chủ nhiệm xin mua laptop, vẫn chưa hết nỗi buồn cùng với nỗi bức xúc. Phụ huynh này cho biết tâm lý khi có con đi học cũng giống như bao phụ huynh khác, đều muốn cho con những gì tốt nhất, dù cha mẹ có phải làm lụng vất vả thế nào cũng cố gắng. Anh Tâm kể, khi cô tạo bình chọn trên group Zalo lớp, anh bấm không đồng ý vì cho rằng khoản chi này vô lý. Từng nghe phụ huynh các khóa trước phàn nàn về cô, nhưng khi bấm bình chọn xong, anh đã lóe lên ân hận cũng vì sợ con mình bị đì, trở thành cá biệt. Chưa kịp bấm bình chọn lại, cô Hằng đã hỏi luôn trong group, phụ huynh không đồng ý là phụ huynh của bé nào. Cũng vì tâm lý sợ con bị đì, ngay trong ngày, chính một phụ huynh trong ban đại diện gọi điện năn nỉ cô để cô nhận phần hỗ trợ mua laptop. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, trước mặt cả lớp, cô hỏi các con, tôi là phụ huynh của bé nào? Con tôi đứng lên thưa là ba của con. Sau đó con về kể, bị cô mắng chửi thậm tệ, đến mức con run rẩy sợ hãi. Con về xin tôi, nói ba đóng cho cô đi, nếu không con không dám đi học, anh Tâm chia sẻ. Nhiều phụ huynh của lớp 43 cho biết, ngày 9 tháng 9, khi năm học mới chỉ mới bắt đầu được ít ngày, cô Hằng đã thông báo mở lớp dạy thêm ngay trong group lớp để phụ huynh đăng ký. Khi giáo viên chủ nhiệm đã thông báo dạy thêm, làm sao phụ huynh nào không dám đăng ký? Tuy nhiên, có ngày học thêm trúng ngày mưa gió, phụ huynh chưa tới đón kịp, cô cũng bỏ con ở đó để về, dù đó là nơi xa lạ với các con. Xét về lý thì cô không sai, dạy xong thì về. Nhưng về tình, cô làm vậy tội các con, một phụ huynh chia sẻ. Trong quá trình tìm hiểu về sự việc, nhiều phụ huynh của các khóa trước do cô Hằng làm giáo viên chủ nhiệm tiếp tục cung cấp nhiều thông tin bất ngờ. Theo các phụ huynh này, tình trạng như lớp 43 hiện nay, bản thân nhiều phụ huynh học sinh những lớp cô Hằng chủ nhiệm đều đã từng trải qua. Đáng chú ý, ở năm học trước, khi cô Hằng chủ nhiệm lớp 41, nhiều phụ huynh của lớp này cũng ký đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm nhưng không được nhà trường giải quyết. Anh Thành, một phụ huynh của lớp 51 trường tiểu học Chương Dương kể, năm trước lớp con anh cũng do cô Hằng làm chủ nhiệm. Trong năm học này, cô Hằng cũng vận động xin mua loa, máy in, thùng tập, giấy in. Đặc biệt, mỗi ngày cô đều nói học sinh góp 5-10 ngàn đồng bỏ heo đất để dịp lễ, Tết có kinh phí mua bánh, kẹo cho các con liên hoan. Nhưng thực tế cả năm các con không biết cái kẹo, miếng bánh là gì, cũng không biết heo đất đi đâu. Đầu năm nay, khi các con lên lớp 51 muốn xin lại cô loa của năm ngoái, đã đóng góp mua, nhưng cô đã thoát group lớp, chặn liên lạc của phụ huynh. Nếu đã không bàn giao lại cho phụ huynh, vậy là loa năm trước vẫn còn, năm nay vì sao cô lại xin ủng hộ tiếp, anh Thành nói. Nhiều phụ huynh của lớp 51 hiện nay cho biết, trong quá trình cô Hằng làm giáo viên chủ nhiệm năm học trước, nhiều lần cô dỗi mà không biết nguyên nhân cô dỗi vì chuyện gì. Cô Hằng dặn các con về nhà nói cha mẹ tự soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô dùng ngôn ngữ rất phản cảm khi tức giận để mắng chửi học sinh, khiến nhiều em sợ không dám đi học, xin chuyển lớp, chuyển trường nhưng không được, anh Danh, một phụ huynh của lớp 51 kể. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 trên cơ sở phản ánh của cha mẹ học sinh. Các nguồn thông tin khác xem xét toàn diện các vấn đề để xử lý quyết liệt, triệt để, đảm bảo quyền lợi của học sinh và duy trì ổn định hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Chị gái nạn nhân vụ sạt lở, em tôi mất tích khi đang giúp dân sơ tán. Theo cơ quan chức năng huyện Bắc Quang, Hà Giang, vụ sạt lở ta luy dương tại km 51-200 quốc lộ 2 giao qua xã Việt Vinh xảy ra vào sáng 29 tháng 9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngay tại hiện trường, ông Hà Việt Hưng, bí thư huyện Bắc Quang cho biết,
Sau sự cố sạt lở trên, huyện đã huy động tập trung máy móc, thiết bị để xử lý khối lượng đất đá lớn đã bị sạt xuống và cứu hộ các phương tiện bị vùi lấp. Tại thời điểm hiện tại, huyện Bắc Quang xác định có 2 người tử vong, còn 3 nạn nhân mất tích. Là người chứng kiến vụ việc, ông Hoàng Lỉ, 75 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhà ông ở mặt đường và sạt lở ở vị trí đã xảy ra. Ông Lỉ kể lại, tôi đang từ suối phía sau đi đến gần nhà thì nghe tiếng động lớn rung chuyển cả đường. Không biết chuyện gì, tôi chạy ra thì thấy cảnh tượng, đá đã vùi lấp, các xe la liệt. Theo ông Lỉ, ở vị trí sạt lở có 2 ngôi nhà bị vùi lấp, một nhà nguy cơ đổ sập. Túc trực tại nơi xảy ra vụ sạt lở cả buổi chiều để ngóng tin em trai, chị Phạm Thị Hiền, lòng như lửa đốt. Em trai chị là anh Phạm Anh Tuấn, 32 tuổi, là một trong những người mất tích. Chị Hiền cho biết, hai vụ sạt lở đất cách nhau khoảng 1 tiếng. Khi xảy ra vụ sạt lở lần thứ nhất, anh Tuấn hô hào thanh niên trong xóm chạy đến giúp đỡ, cứu nạn nhân. Khi đang cứu nạn và bê đồ đạc thì bị sạt lở tiếp và anh mất tích. Theo chị Hiền, khi xảy ra sạt lở, các thanh niên đi cùng đã kịp chạy thoát. Có người cũng bị thương. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, phải đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận, cẩu xe khách cùng nhiều phương tiện khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang dồn lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho biết, có hơn 3.000 mét khối đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh sạt lở xuống khu dân cư, làm đổ sập 3 ngôi nhà. Đất đá tràn xuống mặt đường, làm cho 5 xe, trong đó có 1 xe khách, 1 xe tải, 3 xe con bị vùi lấp. Clip nổ nhiều phát súng bắt kẻ cướp taxi ở Cần Thơ chạy về Tiền Giang. Sáng ngày 30 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Ngô Bảo Trường sinh năm 1987 cho Công an huyện Châu Thành để phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ làm rõ vụ cướp taxi. Tin cho hay, vào tối ngày 29 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo vụ cướp taxi xảy ra địa bàn thành phố Cần Thơ rồi chạy về hướng Tiền Giang nên chỉ đạo Công an theo dõi, đón lõng. Đến gần 23 giờ cùng ngày, Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng với các lực lượng khác phát hiện chiếc xe bị cướp đang lao tốc độ nhanh từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương trên quốc lộ 1 nên Cảnh sát Giao thông sử dụng xe đặc chủng chắn ngang lộ để truy bắt. Đối tượng hết đường tẩu thoát nhưng có hành vi manh động nên buộc công an phải nổ nhiều phát súng để truy bắt tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chủ căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau phải nộp hơn 8 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Ngày 22 tháng 9, cơ quan thuế tỉnh Cà Mau đã tính tổng số tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông Hồ An Tập, 41 tuổi, chủ nhân căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Cà Mau, ông Tập phải nộp khoản tiền sử dụng đất hơn 8 tỷ đồng, lệ phí trước bạ nhà đất hơn 42 triệu đồng. Cụ thể, tổng số diện tích tính thuế là 2.141 m2 với đơn giá là 5 triệu 200 nghìn đồng trên 1 m2 tùy theo vị trí áp dụng hệ số khác nhau. Trước đó, tài khoản Facebook là Hồ Tập đã liên tục đăng tải hình ảnh phát trực tiếp quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu đẹp nhất Cà Mau. Tuy nhiên, qua kiểm tra, công trình này vi phạm xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản. Cả hai thửa đất này không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng. Ngày 20 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Tập. Cụ thể, đất chuyển đổi nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Diện tích vi phạm là 3.564,2 m2, vị trí vi phạm tại xã Tân Thành. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với phần diện tích là 2.261,58 m2, còn với phần diện tích 1.303,22 m2, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Người Việt kể về căn hầm trú ẩn kích hoạt lối sống thời chiến ở Israel. Những ngày này, điện thoại của chị Sơn Nguyễn sống ở Haifa, Israel thường xuyên nhận được tin nhắn và những cuộc gọi. Người thân ở Việt Nam, đồng hương người Việt và nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm tình hình gia đình chị Sơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban. Kết hôn và sinh sống ở Israel 30 năm, chị Sơn hiểu rõ Israel là khu vực điểm nóng về chính trị.
Xung đột dai dẳng giữa Israel và các quốc gia lân cận khiến cho vài ba năm, đôi khi là một vài tháng, những người dân sinh sống tại quốc gia này như chị Sơn lại kích hoạt lối sống thời chiến. Thành phố Haifa, nơi chị Sơn sinh sống, nằm ở miền bắc Israel, cách biên giới Liban khoảng 50 km. Đây được xem là một trong những trọng điểm tấn công của lực lượng Hezbollah, bởi Haifa là một thành phố cảng có sự hiện diện của lực lượng quân sự. Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, liên tiếp trong các ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, lực lượng Hezbollah đã tấn công khoảng 150 đến 160 rocket và máy bay không người lái mỗi ngày vào khắp các thành phố ở miền bắc Israel, Haifa, Nazareth, Afula, thung lũng Jeruel, và còn có nơi cách biên giới 50 km. Đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất và sâu lãnh thổ Israel nhất của lực lượng Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chị Sơn Nguyễn kể vào tối ngày 23 tháng 9 khi gia đình của chị đang ngồi trò chuyện thì bất ngờ nghe chuông báo động. Cả nhà nhanh chóng chạy vào hầm trú ẩn trong nhà. Ngồi trong phòng trú ẩn khoảng 1 phút, chị Sơn nghe thấy tiếng nổ bùm bùm liên tiếp rất lớn. Khi vụ tấn công kết thúc trong nhóm bạn bè người Việt tại Israel, nhiều người cho biết vụ nổ xảy ra gần nơi họ sinh sống. Tiếng nổ lớn ngay trên đầu, nên dù ngồi trong hầm, họ vẫn nghe rất rõ. Theo chị Sơn, Israel thường xuyên xảy ra xung đột, giao tranh, nên chính phủ nước này luôn chú trọng đến khâu bảo đảm an toàn cho người dân từ việc thường niên tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn, sơ tán. Đây cũng là những kỹ năng trẻ em được học đầu tiên khi đến trường. Đặc biệt tại mỗi nhà, trường học, khu chung cư, bệnh viện, công sở đều có hầm trú ẩn để người dân tránh trú mỗi khi có tên lửa tấn công. Chị Sơn kể, hầm có thiết kế là tầng ngầm, tầng dưới cùng của các tòa nhà, ngôi nhà đơn lẻ. Để thuận tiện cho quá trình tránh trú, nhiều gia đình ở chung cư, nhà mặt đất cũng thiết kế hầm riêng trong nhà. Theo chị Sơn, trong căn hộ hay ngôi nhà, ngoài phòng khách, phòng bếp, các phòng ngủ, gia đình chị dành riêng một phòng làm hầm trú ẩn. Căn hầm được xây dựng đặc biệt hơn hẳn so với các phòng khác về vật liệu, kết cấu tường hay thiết kế cửa sổ. Quá trình xây dựng tuân thủ theo các quy định an toàn của chính phủ, trải qua sự kiểm tra của đơn vị kỹ thuật trong thời gian thi công và sau khi hoàn chỉnh để đảm bảo đủ an toàn cho chống đạn, tránh tên lửa. Trong căn hầm, chị Sơn để sẵn nước uống, các đồ ăn tích trữ cùng nhiều đồ dùng thiết yếu cơ bản. Theo chị Sơn, những cuộc tấn công vũ trang không kích tại đây có lẽ sẽ khác so với hình dung của nhiều người. Lý do là bởi đôi bên đều áp dụng công nghệ, hệ thống phòng không tối tân khi tấn công hay phá cảng. Đường đi hay mục tiêu tấn công của Israel dự báo trước và với hệ thống cảnh báo, người dân sẽ có thời gian di chuyển, tránh trú. Hầu hết các cuộc tấn công được xác định vị trí và cảng phá. Tuy nhiên, lo ngại các mảnh vỡ rơi xuống hoặc có sự sai lệch, chị Sơn vẫn tuân thủ theo các cảnh báo an toàn và thực hiện đúng các chỉ dẫn của Israel. Sáng ngày 27 tháng 10, Hezbollah bắn 10 tên lửa qua Haifa nhưng bị Israel cản phá. Tuy nhiên, nhờ có sự bảo vệ nhiều tầng từ hệ thống Iron Dome tới hầm trú ẩn nên may mắn không có thiệt hại, chị Sơn nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.